Yến Trang lại bắt đầu đánh võng. Vũ trụ có anh, năng lực của chị quá đủ để vô lead team này. Annie. Em á? Ôi chạy luôn, nhanh quá. Dễ thương quá. Vũ trụ có anh là vì là Phương Mỹ Chi có gửi cho Hen là chị ơi, có gì chị share bài của em với nhé, có gì chị ủng hộ với thì Hen có được nghe hai lần thôi, và share cái bài đó trên tường của mình. Nên là khi nghe Vũ trụ có anh, chắc là bài duy nhất mà mình biết, là mình chạy tới cái bài đó luôn. Thanh Ngọc. Chị Thanh Ngọc ơi, về đây đi chị ơi. Nhảy luôn. Không phải suy nghĩ. Mày đúng hết. Chị thôi. Người tiếp theo tôi sẽ mời chị đẹp Tú Vi. Ờ, đi đâu ấy? Wow. À, Diệu Nhi ơi, Diệu Nhi ngồi xuống cho anh nhờ ạ. Thật sự á, anh Tuấn ơi, anh Châu ơi, anh Trường có ai có hộp quẹt với tờ giấy không ạ? Thật sự em còn đốt vía ở đây rồi. Xin mời chị đẹp, Đoan Trang. Đoan Trang về đội của chị. Bài này vui lắm này chị. Đoan Trang đã về đội, chưa có trưởng nhóm. Chị đẹp tiếp theo, Thái Trinh. Ok, về không khác. Ok, rồi đội em sau. Xin chúc mừng Lệ Quyên. Bạn đã có đủ thành viên cuối cùng trong đội của mình. Trong nhóm của mình, cả người vocal tốt và cả người dancer đỉnh cao nhất trong 30 chị đẹp. Quyên đã sở hữu điều đấy ngay từ vòng đầu tiên. Xin mời. Như vậy là Hoàng Oanh và Kino sẽ về với đội có bài hát Vũ trụ có anh. Nhóm Vũ trụ có anh hiện tại chưa có trưởng nhóm. Các chị đẹp ở nhóm này sẽ cùng nhau hội ý. Ờ, Trang kìa, Trang ấy. Chị đấy, chị đấy. Chị lên đi chị. Chị tính toán có kinh nghiệm hơn tụi em. Em có ok hết không? Dạ, ok hết. Yeah, lên đi chị. Và trưởng nhóm của nhóm Vũ trụ có anh là chị Đoan Trang. Olala, ứng dụng giải trí và mua sắm cùng chị đẹp. Chị đẹp đạp gió rẻ sống 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Gia Quan Show và ứng dụng Olala thứ bảy hàng tuần từ ngày 28 tháng 10, 2023.